Chị Tuyết và bé Sữa xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng ta lại đổi hoa quả cho bạn Sữa nha. Đây, Sữa của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ ăn loại quả này các bạn ơi. Ta-da! Và đây chính là quả dâu tây. Có rất là nhiều bạn yêu cầu bạn Sữa ăn quả dâu tây. Thế nên là ngày hôm nay chị đã đi mua một hộp dâu tây để cho bạn ấy ăn. Theo các bạn thì bạn ấy có ăn không nào? Chúng ta sẽ có 5 giây để bình luận xem là bạn Sữa có ăn không nhá. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Để xem là có bạn nào đoán đúng không nha. Rồi bây giờ chị sẽ lấy dâu tây cho bạn Sữa ăn nào. Chưa thấy bạn ấy đả động gì các bạn ạ. Hôm trước thì mình cho bạn ấy ăn quả roi này, thì bạn ấy chạy sang ngửi luôn. Hôm nay ngửi rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cho bạn ấy một quả đi. Thôi mình nghĩ là quả nào cũng thế thôi các bạn ạ. Đây, cho bạn ấy ăn thử nha. Hello Sữa, chị mời em ăn dâu tây. À, đây. Nào, ăn đi. Ô, ăn các bạn ơi. Ăn nè, ăn luôn các bạn ơi. Đó, quả dâu tây này thì chị nghĩ là nó không được ngọt lắm đâu. Tại vì là hôm qua chị cũng thử mua một hộp nữa và chị ăn rồi. Bạn ấy ăn rất là ngon luôn này các bạn ơi. Đặt xuống đây nha, đặt xuống đây để cho bạn ấy ăn nha. Đó, ăn đi em. Bạn ấy không thấy chua các bạn ạ. Đó, ăn rất là ngon lành luôn. Thử xem là có ăn được hết cái quả đấy không nhá các bạn nhá. Mình nghĩ là chua cơ, là bạn ấy sẽ chê. Nhưng ai ngờ đâu, nhìn kìa các bạn ơi. Đó, bạn ấy ăn rất là ngon lành luôn. Ngon không em? Ngon không? Từ hôm mà mình quay video review bạn ấy ăn các loại quả thì mình chưa thấy bạn ấy chê một quả gì cả các bạn ạ. Ủ, ăn được hết luôn á các bạn. Bạn ấy không hề đói đâu nha. Tại vì là lúc nãy mình cũng cho bạn ấy ăn rất là nhiều bắp cải rồi. Đó, bạn ấy ăn gần hết cái quả này luôn. Đây, xoay ra đây cho các bạn cùng xem nào. Xem Sữa ăn nào. Đây, chị lấy ra đây Sữa ơi. Đây em. Đây. Nè. Nè. Của em nè. Bạn ấy kia kiểu nhầm. Sao lại ngừng, sao lại nhai tiếp. Đây mà. Nè. À, các bạn ơi nhìn môi bạn ấy kìa. Bạn ấy ăn dâu tây thế nên là môi nhìn rất là đỏ luôn. À, ăn hết cái quả dâu tây này luôn ấy hả? Trời ơi, sẽ giỏi nha. Nhìn này, mình sờ bạn ấy thích nên là bạn ấy không nhai luôn đó các bạn. Đây này. Đó, bạn ấy mà thích cái gì là bạn ấy đứng bất động luôn. Đây. Nào. Ấy. ăn hết luôn. Siêu quá. Vừa được ăn vừa được massage nha. Các bạn có thích ăn quả dâu tây giống bé Sữa không? Bạn Sữa bạn ấy rất là thích ăn các loại quả các bạn ạ. Quả dâu tây mình nghĩ là nó mềm mềm thì chắc là mấy bạn chơi thôi. Ăn cả cái cuống luôn, cả cái lá luôn các bạn ơi. Thế này, em đứng dịch ra đây đi em, đứng dịch ra giữa cái này. Đây, nó là của em mà, ăn đi. Dâu tây thơm quá các bạn ơi. Nào, ăn nốt miếng cuối đi. Nhìn răng của bạn ấy cũng trắng lắm đấy các bạn ạ. Đấy. Ngon không? Ăn hết sạch luôn nhá. Không được bỏ sót nữa chú ạ. Để hôm sau chị còn mua dâu tây cho ăn nữa. Ngon quá. Wow, các bạn ơi nhìn này. Bạn Sữa của chúng ta đã ăn hết sạch một quả dâu tây rồi. Rồi bây giờ chị sẽ lấy cho em thêm một quả nữa xem bạn ấy còn ăn không nha các bạn. Mình sẽ lấy cho thêm. Mình sẽ chọn một cái quả màu kiểu là nó hơi xanh xanh đi. Mình nghĩ là xanh thì nó sẽ chua. Và chua thì không, mình nghĩ là bạn ấy có thể là sẽ chê. Đây, hai quả này mình thấy nó nhạt màu hơn. Mình nghĩ là chưa chín lắm. Đây, rất là thơm luôn. Nè em, nước không? Nước không? Bạn ấy đang ngửi các bạn ạ. Cũng ăn nè. Ăn đi em. Ăn đi, đây mà. Nè, ra đây. Đây này. Đó, ăn đi. Rồi. Bạn ấy vẫn ăn các bạn ơi. Bây giờ mình lại thử thách cho bạn ấy nha các bạn. Bạn ấy đang ăn dâu tây rất là ngon. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi món thử xem. Eo, trời ơi. Bạn ấy ị ra đây rồi bạn ơi. Ủa, quay mông đi. Quay thằng này. Không, cái này
bạn ấy ngửi thấy cái mùi quả này các bạn ạ. Kiểu là cái quả chín hơn nó sẽ mùi thơm ý. Nên là bạn ấy đang bị chú ý đi. Này, quay mặt ra đây. Ra đằng này, đó. Đang tìm kiếm cái gì? Có cái nào thì ăn cái đấy nha, không có nhiều sự lựa chọn đâu. Ăn quả dâu tây đấy đi. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn ấy ăn rau lá xà lách già xem xà lách xem bạn ấy có ăn không nha các bạn. Đây. Nè, ăn đi. Bình thường bạn ấy cũng thích cái món này lắm đấy các bạn ạ. Ủa? Trời ơi, đây mà, bên này mà. Nè. Ủa các bạn ơi, bạn ấy hôm nay tự dưng bơ xà lách luôn ta. Mọi ngày là bắp cải luôn, mọi ngày lấy cho một cái là vồ vập ăn luôn. Rồi bây giờ tớ sẽ thử đổi cái quả này nha các bạn. Đây là củ cà rốt, bạn ấy cũng rất thích ăn. Nào, ăn đi em, ăn đi. Sao vậy, ăn đi. À, nè, đây, cái chỗ này nó, mình sẽ bẻ ra để cho nó mùi mùi mới nha các bạn. Không bẻ được rồi. Thôi cắn đi, này, có răng mà, tự thân vận động đi. Không bẻ cho nữa đâu. Thế, ăn đi em. À, ăn rồi, ăn rồi. Ui, mình sẽ cho cái mic sang gần để các bạn nghe bạn ấy cắn nha. Ý, hôm sau mình sẽ thiết kế mic cho bạn ấy để bạn ấy. Đó, bạn ấy cắn đấy các bạn. Ngon không? Ngon hơn quả hết quả dâu tây không? Thử xem là có ăn được nhiều củ cà rốt không các bạn ơi. Dâu tây có vẻ là cái quả này chua nên là bạn ấy chỉ cắn được cái chỗ mà kiểu là đỏ đỏ thôi, còn lại bạn ấy chê này. Thông minh thế, quả dâu tây đắt tiền lắm đấy biết không? Một hộp dâu tây cả mấy chục nghìn mà bạn ấy chê đấy. À, thế là bạn ấy chê dâu tây, bây giờ vẫn khoái khẩu cà rốt các bạn ạ. Thực ra cà rốt là món bạn ấy khá là yêu thích. Hoặc là có thể là bạn ấy quen cái quả này rồi, củ này rồi các bạn. Các bạn ơi, các bạn thích bạn sữa múc bang món ăn gì thì các bạn có thể để lại bình luận. Để hôm sau mình lại thực hiện thử thách cho bạn ấy ăn quả đấy nha. Ăn nhanh lên, nhanh nhai đi. Hôm sau nếu mà các bạn yêu cầu quả gì thì nhớ để lại bình luận nhá. Chị sẽ đi mua cái quả đấy về để cho Sư ăn thử các bạn ạ. Này, Sư ăn được nhiều chưa các bạn ơi? Này, ăn đi em. Này, hôm qua đi mua cỏ khô cho bạn ấy nhưng mà về bạn ấy cũng không thích lắm đâu các bạn ạ. Chả thấy ăn mấy. Ngon không? Ngon hơn quả dâu tây không? Này, ăn đổi món đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, úp. Nào, đây. Đây. Hơi bị sướng đấy nha. Nhìn cái môi của bạn ấy kìa các bạn ơi. Nhìn cái môi kìa. Này. À, giờ lại ăn dâu tây các bạn ơi. Lại chán cà rốt lại đi ăn dâu tây rồi. Không biết là có ăn được hết quả dâu tây này không các bạn ạ. Ăn hết đi luôn. À, chê rồi, chê rồi. Chị yêu bạn sữa lắm luôn các bạn ơi. Nhìn này bạn ấy ngoan chưa. Lông dày lắm luôn nhưng mà cũng rụng rất là nhiều các bạn ạ. Để, nhìn mình vuốt cho bạn ấy làm bạn ấy cứ mắt cứ lim dim á. Đúng là bạo ú lông xoáy mà. À, mình đổi tên cho bạn ấy là sữa nhưng mà có bạn đến cửa hàng lại bảo là chị ơi em thấy tên Coca đẹp hơn đấy. Nhưng mà cứ đổi tên đi đổi tên lại làm bạn ấy không biết mình tên là gì luôn. Nên là chị vẫn quyết định giữ bạn tên là sữa nha. Rồi, sữa ăn nốt đi nào. Bạn ấy có vẻ là chán rồi các bạn ạ. Rồi, thì chắc mình cho bạn ấy vào chuồng đây. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của bạn Sữa nha. Bye bye.